Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hướng Dẫn Auto nhá. Cảm ơn các bác đã ủng hộ Hướng Dẫn Auto rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay nhà em đã về một cái dòng sản phẩm mà có thể nói các bác đang tìm kiếm rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đó là một dòng sản phẩm Hyundai, giá thành thì là hợp lý mà chất lượng thì nó vẫn đảm bảo cho các bác nhá. Thì đó là dòng HD99 đô thành. Em này thì thùng dài 5m. Đấy, nó là dòng lưng tải 6 tấn rưỡi các bác nhá. Thì hôm nay nhà em về một em thùng kín này. Các bác xem này. Em này thì rất là đẹp luôn nhá, nhìn phải nói là long lanh. Thì em này là đời 16 các bác nhá. Và em sẽ báo giá luôn các bác, em này đang có giá là 520 triệu. Và giá đang có lộc lá cho các bác. Và đang giảm giá nhá. Bác nào có thiện chí thì alo cho em, rước ngay em nó về nhà. Đây, đầu tiên em sẽ quay chi tiết nội thất cho các bác nhá. Đầu tiên về tabi cửa này. Đấy, các bác có thể thấy nội thất vẫn rất là đẹp nhá. Tabi luôn rất là chắc chắn và nhìn rất là mới nhá. Đây, bên đây là phần nội thất trên cho bác xem này. Đấy, tất cả phần táp lô này, ghế nước ra lợn bọc lót rất là kỹ càng và đẹp rồi này. Em này vừa mới về thôi các bác nhá. Đây, trần này. Trần trước là vẫn còn sạch đẹp hết các bác nhá. Không có gì để mà bàn cãi cả. Cái chất lượng xe của đời Hyundai đời 16 thì em nói nhiều các bác qua nhiều clip rồi. Thì nó là đẹp thôi. Nói chung là xe đã về đến salon Hướng Dẫn Auto, các bạn cực kỳ yên tâm. Bởi vì xe đã được qua chọn lọc và xe không có lỗi lầm gì, không đâm đụng thì mới về đến bãi nha. Chất lượng đảm bảo cho các bác. Máy nguyên, xe không đâm va, tai nạn gì hết nha. Thủ tục hồ sơ thì đầy đủ pháp lý. Bác nào có thiện chí thì có thể alo cho em để sở hữu em HD99 đô thành này nhá. Lốp láp thì em này còn tương đối. Thùng bệ rất là đẹp nhá, em này thùng rất là vuông vắn này, rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, quay những gầm bệ các bác xem này. Taxi vừa mưa các bác nhá. Mẹ ấy dầu khí thải này. Lên nhìn nó bóng như thế nhá. Bác nào mà đã xuống đến salon Hướng Dẫn Auto và trực tiếp xem, trực tiếp mắt thấy tay sờ thì sẽ đảm bảo chất lượng mà nhìn nó sẽ kỹ càng nhá. Đây. Mà gầm bệ là không mối mọt gì nha, còn rất là chắc chắn luôn. Taxi thì em này còn đẹp. Thùng bệ em này rất là vô vấn, chắc chắn. Đây, các bác chỉ được chạy thôi. Chiều dài thùng là 5m nha. Đây, các bác có thể thấy phần sàn bên trong này. Đây, chắc chắn. Và em này các bác chỉ kiếm tiền thôi nhá. Đấy, các bác có thể thấy em này là 16 này. Nó chạy được 45 rồi. Và các bác có thể thấy nhìn cái thùng này nó còn rất là đẹp nhá. Nói chung là về nhu cầu mặt hàng thì đã mua những dòng thùng kín này thì đa phần công việc của họ là chở những hàng nhẹ và cần được bảo quản tốt, như là hàng tạp hóa này, hàng quần áo này, hàng cám chẳng hạn này. Đấy, nên cái dòng như này nó rất là mềm là một, hai là nó nhẹ và chở nó cũng nhiều thì nó sẽ không bị va đập vào thành thùng, không bị xô về cái tấm chắn cabin kia. Đấy, thì các bác sẽ thấy thùng rất là đẹp và nó không như những dòng xe tải thùng thì nó sẽ chở đa dạng hàng hóa. Đấy, đây là
xe cơ bắp phải bàn nhá, cùng bệ máy móc thì đẹp hết rồi. À, lớp cua này. Xe chạy 8 vạn thôi nha. Mỗi năm là chạy 2 vạn. 4 năm rồi mà 8 vạn rồi, mỗi năm chạy 2 vạn. Vậy các bác nào có điện phí thì có thể alo cho em số điện thoại bên em trên màn hình. Em sẽ tư vấn được cặn kẽ và chi tiết hơn. Và bác nào mà thiện chí hơn nữa thì có thể xuống trực tiếp salon gần Âu Tô tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên nhá. Đấy, để trực tiếp xem xe để bàn bạc về giá cả cho nó dễ dàng tiện lợi. Và nếu bác nào mà thấy hay, hay để lại một nút like và nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng cái chuông ở bên dưới nhá. Em sẽ tư vấn cho các bác và giúp các bác chọn được những xe tải cũ chất lượng giá rẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hưng Chuẩn Auto nha. Xin chào và hẹn gặp lại.